Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Thông báo là vì một tháng không ra clip cho nên mình sẽ xin lỗi khán giả bằng một cái ưu đãi và bán nick lại siêu ít và thậm chí là sẽ không có lời từng nick để mình tri ân cho tất cả các bạn khán giả của MSuong các bạn nhá. Và các bạn nên nhớ rằng cập nhật giao diện đi shop có tặng 30% khuyến mại thế. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một clip ngủ không tất cả các bạn nhá. Và đánh giá cơ bản của mình thì Ngộ Không là một vị tướng có 3 điều mà chúng ta sẽ bị trừ điểm. Đó chính là điều thứ nhất là Ngộ Không là trong một trong những cái vị tướng nó farm ở giai đoạn đầu game khá yếu các bạn nhé. Và nó phải chờ khi nào có đồ thì nó farm mới nhanh. Thì đấy là một cái điểm trừ của mình, một điểm trừ nhẹ. Và điểm thứ hai đó chính là Ngộ Không. Ngộ Không nói chung là cái điểm này thì nói chung cũng nhẹ nhàng thôi. Đó chính là nó phụ thuộc vào yếu tố may mắn các bạn ạ. Ví dụ đầu game các bạn nhé, cầm bảng ngọc chỉ mạng thôi, lên thêm một cái đôi chỉ mạng thôi, nhiều khi khổ 4 cái không ra các bạn ạ. Và nhiều người có nhiều người chưa có cái đôi chỉ mạng này nhưng mà khổ 2-3 phát ra liên tục. Cho nên đây liên quan đến một cái hệ tâm linh các bạn nhé. Cho nên đây là một cái điểm trừ. Rồi tiếp theo chính là Ngộ Không các bạn nhé. Nó không sợ một cái vị tướng choáng, nhưng Ngộ Không sợ đó chính là khi lao vào 2 thằng trở lên thì rất sợ bị choáng. Cho nên rằng khi khắc chỉ counter Ngộ Không thì có một vị tướng choáng ở bên cạnh bất kỳ một vị tướng nào đấy thì Ngộ Không rất yếu. Đấy, nhưng mà nếu mà đối đầu một vị tướng choáng thì hầu như Ngộ Không vẫn có khả năng áo nháy của nó nhá. Nhưng mà ví dụ như late game mà gặp thằng Vera thì khó áo nháy lắm. Bởi vì Vera mà hún gió cho mặt phát thì một combo thì đúng là không thể máu đâu được các bạn nhá. Rồi, đấy là 3 điểm trừ Ngộ Không. Và điểm trừ nặng nhất đó chính là cái điểm trừ phám lính các bạn nhá. Phám lính ở gian đâu game rất là khó chịu. Đấy, thì cách chơi Ngộ Không các bạn biết rồi, sẽ lên những cái nanh chí mạng trước để chúng ta có thể là miền sáng Ngộ Không đập chí mạng ra nhiều nhất là quan trọng nhất các bạn nhá. Rồi, khi mình farm xong lên level 4 thì là cái khoảng khắc mình sẽ đi gánh. Đây, thằng Văn Hayin các bạn nhé. Đấy rồi. Ủa rồi, thằng này còn nổi tài anh em ạ. Quá đen thằng Văn Hayin, nó đen cho nó luôn các bạn ơi. Quý Rô. Cái thằng Quý Rô này là một cái thằng rất là khó chịu các bạn nhé. Đầu game nó chết nhưng mà để giết nó, có giết nó 2 mảng ở đầu game thì coi như là không thể các bạn nhé. Trừ khi đứng im. Đấy, cho nên mình đã đi gánh một cái mảng rất là ngon ơ các bạn nhé. Văn Hayin đi đường kinh cống à. Rồi ok, mình sẽ tập trung farm. Thực sự để mà nói thì Ngộ Không ở giai đoạn đầu game nó phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố may mắn. Cho nên mình sẽ không chọn đánh nhau nhiều, mà mình thấy với đó sẽ cố gắng farm. Farm đi, farm đến phút thứ 4 hoặc phút thứ 3 rưỡi đến phút thứ 4. Lúc đấy ít nhất phải có tầm 3 đến 4 cái nánh chỉ màng thôi. Thì lúc đó các bạn mới có thể là có lượng sát thương tốt cho Ngộ Không các bạn nhé. Đấy, đặc biệt Ngộ Không là một vị tướng chỉ cần sát thương chỉ màng thôi, chỉ cần lên chỉ màn các bạn ạ, cùng không cần phải chuyên giáp. Bởi vì rằng mục tiêu của Ngộ Không vào không phải là tánh cơ, mà mục tiêu của Ngộ Không là ôm những vị tướng chủ lực của nó hoặc là sát thủ các bạn nhá. Đấy, lượng sát thương của Ngộ Không ở giữa game mà đâu ở late game thì mình không bàn cãi nữa đâu, hoặc chấm giữa game là cái lượng sát thương tốt nhất của Ngộ Không. Đấy, khi mà đủ 4 cái nánh này thôi và cái có thêm một cái thành kiếm là cái thời điểm Ngộ Không mạnh nhất trừ đi đấy các bạn ạ. Đấy, không phải là cứ phun đô mới mạnh đó các bạn ạ, mà là ở chớm cái thành kiếm là mạnh nhất. Tại vì sao? Bởi vì late game thì sẽ có build đô, có một cái lượng chống chịu nhất định thôi. Nhưng đầu game khi team địch chưa có lượng chống đây cái phá này các bạn này. Đây, các bạn chưa 2 phát chỉ mạng, tiếp 1 phát nữa. đấy, 2 phát chỉ mạng ăn 1 mạng các bạn thì ác không? Một cái phá đi gánh đơn giản của Cường Lao thôi. Đấy, cho nên đã có đến 3 mảng rồi. Thôi thằng KDC, thằng KDC được không? Thằng nào? Đây, chơi luôn, chiếu hán chỉ mạng. Rồi, ok, ngon lành các bạn nhé. Đấy, ở phút từ 3 phút 41 giây mình có 4 cái nánh. Nói chung Ngộ Không các bạn nhé, quan trọng nhất này là các bạn hãy farm cho mình thật nhanh, mua được 4 cái nánh đấy các bạn nhé. Farm thật nhanh, các bạn không cần phải hoàn thành cái đồ rừng trước và không cần phải hoàn thành một trang bị lớn trước. Ngộ Không nó lợi thế hơn các vị tướng khác là nó chỉ cần 4 cái nánh này nó sẽ được cầm zone chỉ mạng các bạn nhé. Đấy là một cái điểm lợi thế. Không biết sau này có bị nép cái cầm zone đấy không, nhưng hiện tại Ngộ Không bây giờ đang còn rất là lợi thế. Cho nên mình đánh giá cho Ngộ Không rằng 8 đến 10 điểm nhá, dễ chơi. Đấy, thực ra để mà nói thì sẽ có một cái điểm trừ mà các bạn sẽ nói đó chính là Ngộ Không nó sẽ bị khắc chế bởi những vị tướng sói sáng như Lindis, Esu hay là các vị tướng khác, hoặc là bị những cái phụ trợ. Thì mình cũng xin thưa rằng những cái điểm đấy thì chúng ta có thể khắc phục được đơn giản thôi, nhưng chỉ khó chịu một chút đối với vị tướng Esu các bạn nhé. Rồi đấy, một phá bắt lẻ này, để tăng hình trước chiếu 2, chiếu 3 luôn này, một pháp thằng Văn Hayin không kịp làm gì luôn. Đấy, ví dụ đối với Lindis và vị tướng sói ấy, thì các bạn chỉ cần đơn giản thôi, có những cái mèo là lừa dung nó, hoặc là các bạn cứ bay vào. Khi ví dụ con Spé có cái sói mắt, các bạn cứ đi gần vào giống như các bạn muốn đánh nó ấy, để cho nó sói mắt đi, nhưng cái phá này các bạn sẽ không đánh nhau. Đấy, chờ sói mắt xong các bạn sẽ đánh, hoặc tương tự Lindis cũng vậy. Thì Lindis thì mình cũng chả sợ nhiều đâu, bởi vì vốn gì Ngộ Không mà ôm vào để cái Lindis nó sẽ chết, chỉ ngại thằng Esu. Thằng Esu đặt bầy thôi các bạn ạ, đặt bầy tâm xá thì ngại nó thôi, nhưng cũng không hẳn là không chơi được các bạn nhá. Đấy là cái điểm mà Ngộ Không nó sợ. Đấy, cho nên là những cái điểm khắc chế được, cho nên là sẽ cho 8 đến 10 điểm rất là ok. Và đặc biệt rằng trận đấu này thì mình sẽ sơ qua sẽ có 3 choáng, KDC choáng này, Ghi đu choáng là nguy hiểm nhất, và đặc biệt là Văn Hayin choáng không phải nguy hiểm mà nó dễ choáng. Đây, phá này, ôi trời ơi. Violet lướt lên phát là không thể mặt trời đâu luôn các bạn nhé. Đấy, cho nên là trận đấu này thì nếu mình có thể cân hai được, ví dụ bay vào thằng KDC kết hợp với một cái thằng Violet, nếu mình bị choáng thì mình cũng có thể là cấn được hai. Nhưng nếu mình bay vào thằng Văn Hayin kết hợp với một thằng bên cạnh ấy thì mình lại chết. Tại vì sao? Bởi vì khi thằng Văn Hayin nó choáng mình ấy thì nó dồn đam rất là to. Cho nên cái việc trận đấu này thì mình sẽ phân tích một chút để lao vào 2 đến 3 bị tướng thì như thế nào ạ? Mình sẽ không vào kết hợp ghi đu cộng một vị tướng nào khác. Bởi vì khi mình bị dính chiếu 3 ghi đu thì mình sẽ bị thằng còn lại nó đập chết. Đương nhiên solo 1-1 ghi đu thì mình sẽ giết được lại nó. Cho nên rằng trận đấu này nếu có vào 2 đến 3 thằng thì mình sẽ né choáng thằng Văn Hayin là chủ chốt, và né choáng cái thằng ghi đu là tiếp theo. Đấy, còn choáng KDC thì tùy tình huống, bởi vì KDC đã choáng xa cho nên mình sẽ có cái khoảng thời gian có thể là chiếm cút được các bạn nhé. Hoặc là chúng ta sẽ chờ những vị tướng để hết choáng để chúng ta vào. Đây, từ từ đây vào luôn cái phá này này. Đấy rồi, choáng. Đấy, đập thằng Kidu và hai thằng đấy không kịp choáng mình các bạn nhá. Đấy. Đấy là cái cách mà có thể là cắn sát thương mình vừa nói xong. Hoặc là chờ nó kiểu là hết chiếu choáng này, hoặc là chúng ta sẽ để vào dồn phát chết luôn. Đấy là cái cắn sát thương các bạn nhá. Mặc dù ghi đú vẫn còn chiêu 3, nhưng mình xác định rằng mình đập nó 2 gầy nó sẽ chết. Nó không kịp chiêu 3 luôn. Bởi vì lá vào đập một gầy, dùng chiêu 3 choáng là một phát đập gầy là chết. Cho nên đó là cái cách cắn sát thương rất tốt. Ngộ Không thì chúng ta sẽ cần cái cắn sát thương nó cực kỳ tốt các bạn nhá. Đấy, cho nên là xuyên suốt trong tổng clip này thì mình đã nói ra điểm yếu, điểm mạnh Ngộ Không để tất cả các bạn khắc chế đôn. Còn cái lối chơi thì nó chỉ là có một cái lối chơi duy nhất thôi. Ôi mày. Ôi rồi, chết không anh em? Chết không? Ôi chết không né. Đấy, đẳng cấp cương lao là phải vượt trội như vậy chứ anh em. Rồi, 9 cút phát. Rồi. Lối chơi Ngộ Không thì các bạn hãy nhìn cách đầu game dư. Hầu như mình sẽ hoạt động đơn lẻ đến 75 đến 80%. Ngộ Không là một vị tướng sẽ không bao giờ phụ thuộc trong đội mà nó bắt buộc phải đi lẻ để lấy cái lợi thế cho nó. Vốn gì cái bản chất tướng của Ngộ Không là một vị tướng nó sẽ di chuyển đơn lẻ hiệu quả hơn nhiều là các bạn đi combat cùng với team. Bởi vì sao? Bởi vì Ngộ Không là sát thủ phải giấu sai, mà giấu sai thì sẽ phải bắt lẻ, chẳng hạn như thằng này, một đợt gầy chết các bạn nhé. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Đấy, các bạn thấy chưa? Chỉ cần giấu sai và chơi Ngộ Không tốt nhất là cách các bạn giấu sai. Khi các bạn phá một con lính xong thì các bạn sẽ luôn luôn đi vào bụi và hầu như các bạn sẽ phải đứng im ở đấy. Đây, cái phá này thằng Emily đây, một phát chết rồi các bạn. Đây, ngon. Ủa 3000 chỉ mạng các bạn nhé. Đấy, rất là mạnh các bạn nhé. Rồi, thì mình xin chúc các bạn chơi Ngộ Không thật tốt, và những gì mà mình nói về lối chơi, điểm yếu, điểm mạnh thì các bạn có thể là khắc chế và khắc phục, hoặc là luyện tập những cái điểm mạnh của Ngộ Không và luyện tập cách chơi của nó. Đấy, rồi cái pha này các bạn này, đây mình cần hai các bạn xé nhá. Thằng khi đu con choáng này, nhưng mình có thằng Alit nó dài hiệu ứng đó, cho nên cân vô tư các bạn nhá. Rồi tiếp tục cân 3 này. Ô, thằng Văn Hệ đấy các bạn, thằng Văn Hayin nó mạnh thế nào, trời ơi, bay vào vắt bốc hơi luôn các bạn. Thôi một cái pha nào nó rồi mình chat bạn là Alike cho mình xin cái hỗ trợ phụ trợ các bạn nhá. Ok, bây giờ mình sẽ xin cái phụ trợ, mình sẽ cân 5 cho anh em xem và 10 anh em xem người ta cân 5 cuối cùng của cơn lao nhá. Và xin chúc anh em có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống, và tất cả bạn em mà yêu. Hẹn gặp tất cả các bạn ở clip sau nhá. Ok.